sống có bao lâu mà cứ ganh đua nhau hoài, bốn trên lề danh được chi. Cuộc đời sống có bao lâu mà cứ gieo bao sầu đau, để khi nằm xuống có đem được gì theo. Trong đời ai cũng đều buồn phiền, xin đừng hơn thua với nhau. Trong đời ai cũng yêu thật lòng, dù có lúc đầm dành. Bóng tối phía sau tiếng cười, ánh sáng xóa tan niềm đau, giữ lấy trái tim mỗi người để chúng ta là đại gia đình. Chúng ta là đại gia đình. Bóng tối phía sau tiếng cười. Bóng tối phía sau tiếng cười. Ánh sáng xóa tan niềm đau. Ánh sáng xóa tan niềm đau. Giữ lấy trái tim mọi người. Giữ lấy trái tim mọi người. Để chúng ta là đại gia không có chuyện gì mà ông lại kêu tôi là biểu nó đừng đi. Thì bà làm sao thì tùy bà. Bà khóc lóc gian xin hay là bà hăm dọa nó hay bà làm sao cũng được hết, tùy bà. Mà bộ có chuyện gì hả ông? Tôi đã nói với bà là không có chuyện gì hết. Vậy mà tại sao ông cứ nhất quyết không cho nó đi? Mà bà nhiều chuyện quá. Tôi biểu bà làm cái gì thì bà cứ làm đi. Bà cứ hỏi tới hỏi lui hoài. Bà làm tôi nhức cái đầu quá. Tôi nói thiệt nha, ông càng già ông càng vô lý. Nói là không cho nó đi thì cũng phải có lý do gì chính đáng chứ. Tự nhiên cái không cho nó đi là sao? Gì vậy? Chào con. Ủa Nam Phú, con biết chuyện gì chưa? Ủa chuyện gì vậy gì? Hồi sáng này nè, thằng Nguyên nó cho họp á, ban giám đốc gấp. Nó đòi bán hết cổ phần của ba con ở trong công ty á. Dì với cậu Nam hỏi á thì nó nhất quyết không nói lý do. Rồi dì với cậu Nam có đồng ý không? Dì cũng không biết tính sao nữa. Chứ tánh thằng Nguyên hả, dứt khoát lắm. Nó nói là làm à. Nó mà làm mà không ai cản được đâu. Mà Phú nè, con có biết tại sao anh hai con lại làm như vậy không? Con cũng không biết nữa. Nó nói gì tính mạng của người thân á, dì cũng hiểu nó nói gì nữa. Vậy là chắc là có chuyện gì nghiêm trọng lắm đây.
Dì yên tâm đi, anh hai nói vậy thôi, chứ không có chuyện đó đâu. Không có đâu. Hồi sáng này nó nói nghiêm túc lắm, không có nói chơi đâu con. Con nói gì cứ yên tâm đi mà. Con đảm bảo với dì là không có chuyện gì xảy ra hết. Thôi, con ghé qua chào mọi người một tí, mai con qua Mỹ lại. Vậy hả? Con về bển làm gì? Con về giải quyết công việc. Thôi, dì làm việc đi, con qua gặp anh hai con một chút. Chuyện gì có con đứng ra giải quyết á, dì cũng yên tâm. Cứ vậy nha con. Thôi, dì đi làm nha. Dạ. Mời vào. Cậu Năm. Ủa, Năm. Anh hai, em muốn nói chuyện riêng với anh. Anh không có chuyện gì để nói với em hết trơn. Chú Năm. Hả? Con muốn nói chuyện riêng với anh hai một chút. À, có gì đâu, xin phép. Thôi, thôi để chú ra ngoài. Anh hai, anh không được làm như vậy. Em vẫn còn biết anh là anh hai của em hả? Chuyện anh làm được hay không, đúng hay sai, tự anh biết. Anh hai, anh có biết làm như vậy là phủ nhận toàn bộ công sức của em không? Hóa ra, tất cả những gì em làm cho công ty hai năm nay là vô nghĩa sao anh hai? Năm à, anh không phủ nhận công sức của em, nhưng những thứ tiền bạc anh em mình có thể kiếm được, còn gia đình không thể nào mất em một lần nữa. Em có hiểu được cảm giác của má như thế nào khi biết được chuyện này không? Tới nước này, em cũng không cần giấu giếm anh nữa. Anh tưởng là trả tiền cho bọn chúng là xong sao? Em ở Mỹ, còn biết câu tiền mất tật mang. Anh biết câu đó chứ? Em nói cái gì anh không hiểu. Lần này em rút chân ra khỏi tổ chức, liệu bọn chúng có để yên cho em không? Nếu em cứ ở lì ở đây thì liệu gia đình mình có được yên ổn không? Tới lúc đó, đừng nói là tính mạng của em, mà cả gia đình mình chưa chắc được thoát khỏi. Đem tiền về bên đó chẳng khác nào ôm một bao muối nhảy xuống biển. Anh hai, anh có hiểu những điều đó không? Hay là bây giờ mình đi báo công an? Anh cũng có bạn làm công an, có thể người ta giúp cho em. Anh muốn nhìn thấy em ngồi tù sao? Anh muốn thấy ba má nhục nhã vì có một thằng con tội phạm sao? Em đã nghĩ nát nước rồi. Chỉ có cách là em phải trở lại Mỹ để giải quyết mọi chuyện thôi. Anh hai, anh đừng lao tâm về chuyện này nữa. Không còn cách nào khác sao nó? Anh cứ yên tâm đi anh hai. Em hứa, em hứa sẽ nguyên vẹn trở về gặp anh và ba má nữa. Thank you.
Anh làm gì buồn quá vậy? Em về hồi nào vậy? Em cũng mới về. Con Diễm sao rồi? Cô ổn, cô hỏi thăm anh. Nó không còn khóc lóc kể lể về chuyện con gái nữa à? Không, em thấy cổ vui vẻ. Mà bác sĩ Trọng tốt với cổ lắm. Nó dám không tốt à? Dù gì con Diễm cũng là em của hai chiếm này mà. Nếu như người ta đối xử không tốt với nó thì sao? Anh giết người ta à? Anh đói bụng chưa, vô ăn cơm đi. Em dọn cơm anh ăn nha. Sao giờ này em thấy anh ít ra ngoài quá vậy? Muốn anh ra ngoài thường xuyên à? Không, em chỉ thấy lạ thôi. Em không biết là công việc làm ăn của anh có vấn đề gì không. Vậy muốn anh có vấn đề gì lắm hả? Em không cần phải lo về chuyện làm ăn của anh đâu. Kệ cũng lạ. Em làm vợ mà không biết gì về chuyện làm ăn của chồng. Nếu mà lỡ có chuyện gì xảy ra với anh, chắc em cũng không hay biết quá à. Nè, vậy muốn chồng em sẽ xảy ra chuyện lắm đúng không? Hả? Em xin lỗi, em không có ý nói vậy. Đàn bà con gái thì chỉ biết ở nhà nấu cơm, giặt giũ, lo gì cái chuyện làm ăn của người ta. Em biết nhiều quá không tốt đâu. Thôi đi, đụng tới cái là khóc lóc à. Mai mốt anh xảy ra chuyện thiệt, cái thao hồ mà khóc. Anh à. Em cũng đã biết rõ anh làm cái gì rồi. Em càng không biết thì càng tốt. Em dính vô thì sau này không tốt cho em đâu. Anh à, hay là từ nay mình bỏ hết đi, vợ chồng mình tìm nơi khác sinh sống. Nói nghe hay quá ha. Muốn bỏ là bỏ, dễ gì sao. Ăn cơm đi. Anh, Diễm nó muốn cầu xin anh một chuyện. Cần tiền hay là muốn về đây ở? Nó muốn là anh bỏ qua chuyện cũ để yên ổn cho anh Minh và con gái của nó. Bộ thằng đó dễ gì mà đụng tới nó à? Sao anh ăn ít quá vậy? Anh ăn thêm đi. Ăn đi anh. Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã gắn bó với nhà hàng suốt mấy năm qua. Tuy nhà hàng chúng ta gặp nhiều khó khăn, thăng trầm lên xuống, nhưng mà không ai bỏ nhà hàng mà đi. Điều đó làm cho ba giám này vô cùng xúc động. Bây giờ gặp chuyện bất đắc dĩ, tôi đành phải bán nhà hàng này đi. Mong mọi người hiểu, đừng trách ba giám này. Tất cả anh em nghe đây. Anh ba đối xử với mọi người như thế nào, chắc tôi không cần phải nói thêm nữa. Bây giờ anh ba làm như thế này, chắc chắn là anh ba có nỗi khổ riêng. Anh em hiểu mà thông cảm cho anh ba.
Anh ba, tụi em không trách gì anh ba đâu. Không làm ở đây thì tụi em cũng đi làm chỗ khác. Nhưng anh ba gặp chuyện như vậy, nếu mà tụi em không giúp thì có phải vậy không anh? Anh ba, anh có nỗi khổ gì? Nếu giúp được gì thì tụi em sẽ sẵn sàng giúp. Thôi được, tôi hiểu tình cảm của mọi người. Nhưng mà thật sự chuyện này tôi không thể nói ra được. Có chuyện gì mà cậu không thể nói được vậy cậu ba? Má. Chị hai, mời chị hai ngồi. Cậu ba, cậu không được bán cái nhà hàng này. Đây chính là nơi đã kéo tôi về với cuộc sống lương thiện. Và cũng là nơi kỷ niệm của tôi với cậu đã hợp tác làm ăn. Nhưng mà... Nhưng sao? Có gì mà cậu khó nói như vậy? Em thật sự rất cần tiền chị hai à. Chị thông cảm cho em. Cậu cần tiền phải không? Đây. Bao nhiêu đây đủ cho cậu xây sở được chưa cậu ba? Đây là toàn bộ số tiền tôi để dành. Cộng thêm tiền tôi đi vay mượn của bạn bè. Cậu cần thì cậu cứ sử dụng, coi như là cậu mượn của tôi đi. Còn cái nhà hàng này thì cậu cứ để đây. Không được. Cả đời ba giám này chịu ơn chị nhiều rồi. Bây giờ em không thể nhận thêm tiền của chị được. Em sẽ bán cái nhà hàng này. Cậu nhìn tất cả các bạn bè, đồng nghiệp ở đây. Họ đã từng cực lực với cậu làm ăn trong những ngày gian khó. Bây giờ cậu bán nhà hàng có nghĩa là họ thất nghiệp hết. Cậu có nghĩ tới gia đình, vợ con họ sẽ sống như thế nào không? Được rồi. Nếu cậu nhất quyết bán nhà hàng, thì tôi cũng tuyên bố với cậu là kể từ giờ phút này, tôi sẽ quay trở lại con đường chơi dai ăn lời cắt cổ. Má. Tôi không làm ăn lương thiện gì nữa hết á. Thôi mà má. Anh à, anh cứ nhận số tiền này đi, coi như anh mượn má em. Rồi sau này anh có tiền, anh trả lại từ từ, chứ có mất mát gì đâu, ha? Nhưng mà trước giờ, lúc nào cũng lấy tiền của chị hai. Em không biết phải đền ơn chị hai như thế nào đây. Không cần ơn nghĩa. Tôi không cần, đây không phải là lúc để nói chuyện ơn nghĩa. Nhưng mà, cậu ba, tôi chỉ cần cậu tốt với con Diễn là tôi mừng lắm rồi cậu ba. Trước mặt mọi người, tôi cũng không ngại nói thẳng. Con Diễn con tôi, nó cũng đã lận đận một đời chồng. Không may là nó gặp một thằng chồng khốn nạn không ra gì. Bây giờ chỉ cần cậu tốt với nó, cậu muốn gì tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ cậu hết á. Má. Có gì mà phải giấu giếm con. Cuộc sống có sao mình cứ nói vậy. Sống như vậy mới thoải mái chứ. Chị hai, em hứa sẽ đối xử tốt với Diễn. Chị yên tâm đi. Được một lời của cậu, tôi yên tâm lắm. Anh em, cho cậu ba với con gái tôi một tràng pháo tay đi. Không bán nhà hàng nữa. Dạ cậu ba, có một nhân viên tiếp thị muốn gặp cậu. Mọi người đợi tôi chút nha. Sáng mai con sẽ bay qua Mỹ.
Ba đừng lo, con giải quyết xong công việc con sẽ về liền. Trời ơi, con nói thì má mới nói nghe. Lúc này ba con như con nít vậy đó. Có mỗi một việc con về bên đó mà ba con cứ lèo nhèo với má suốt à. Bà nói gì kỳ vậy? Tôi lằng nhằng với bà hồi nào? Còn không hả? Đêm nào ông cũng rỉ tai với tôi là không cho thằng Năm đi. Giờ lại xấu hổ trước mặt tụi nhỏ làm sao? Ủa, con sao vậy Năm? Sao bà hay nói lung tung quá? Thì tôi nói vậy có gì sai? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Cha thương con thì là lẽ thường chứ có gì đâu. Mà mắc gì mà phải mắc cỡ chứ? Hay là ông sợ mấy đứa này nó ghen tị hả? Tự nhiên đang ăn mà con đau bụng quá. Năm Phú ơi, Năm Phú, Năm Phú ơi, Năm Phú à. Dạ thưa ba, thưa má, con mới về. Con à, ăn cơm luôn nghe con. Dạ con có chuyện gấp cần bàn với anh hai với lại Năm Phú. Con ăn cơm đi con, có chuyện gì từ từ tính. Anh ba ngồi ăn cơm luôn đi nha. Đây ạ. Anh ba uống nước đi. Lúc đầu má làm dữ lắm, mà tại sao má đem hết tiền đưa cho cậu ba vậy? Thì tại lúc đầu má thấy cái kiểu cậu ấy đối xử với con vậy cho nên má mới ào ào. Chứ thật ra chơi với cậu ba bao nhiêu năm trời rồi, má cũng hiểu tính tình của cậu chứ. Má biết nếu mà lần này không vì chuyện quan trọng lắm á thì cậu không bao giờ đòi bán nhà hàng này đâu. Má hiểu cậu ba được như vậy. Hèn gì hai người chơi thân với nhau quá, đúng là tri kỷ. Từ lúc mà không có tiền cho tới lúc mà kiếm ra nhiều tiền, má chưa thấy bao giờ mà cậu ba chỉ lo suy tính cho mình hết à. Con á, mà lấy được một người như cậu ba là phước ba đời đó nghe con. Chắc là nhờ mấy năm nay á, má làm phước, tu nhân tích đức cho nên con mới được gặp người như cậu ba đó. Chắc vậy á. Gặp cậu ba, phải thú thật là má đã thay đổi hoàn toàn. Từ một con người mà ai cũng xa lánh và thù ghét hết, bây giờ con biết không, ai cũng thương mến, yêu quý má trơn á. Đó cũng là nhờ cậu ba. Không biết mình có phước được như vậy không hả má? Cái con nhỏ này, thôi
Lo ăn uống nhiều vô cho mập mạp ra. Còn chuẩn bị làm cô dâu nữa chứ. Nè nha, cô dâu á mà ốm tông ốm teo là coi không được đó nha. Dòm như là người bị bệnh vậy đó. Nhìn nè, không có giống má chút nào hết đó. Lúc ăn cơm, có phải con nói để cho má con yên tâm không? Dạ không ba, con đã suy nghĩ lại rồi. Bằng bất cứ giá nào, nhất định con sẽ trở về Việt Nam. Ý của con là sau khi giải quyết tình cảm xong, con sẽ trở về lại bên đây. Vậy thì tốt. Ba thì sao cũng được. Con đi hay con ở ba không quan tâm. Chủ yếu là má của con thôi. Nhưng dù sao ba má cũng già rồi. Con ráng ở với ba má vài năm nữa. Đợi lúc ba má chết đi, rồi tha hồ con muốn đi đâu thì con đi. Ba ơi, ba đừng nói vậy. Được sống với gia đình là hạnh phúc lớn nhất của đời con. Ba yên tâm, con sẽ sớm về nhà. Anh hai, chuyện bán cổ phần công ty tới đâu rồi? Sao vậy? Bộ anh tính để thằng Năm tay trắng đối đầu với bọn tội phạm hả? Em không bán nhà hàng, nhưng mà cũng có một số tiền khá khá. Trời đất, em định bán nhà hàng hả? Ban đầu em tính vậy, nhưng bà Hai Ụ không chịu. Bà đem tới cho em một đống tiền, nói nhất định không bán nhà hàng. Tiền ở đâu mà bà mang tới cho em? Tiền để dành của bà, với lại chị Hai đi mượn của bạn bè. Thôi đem tiền trả cho người ta đi. Sao vậy anh Hai? Không lẽ anh có cách khác à? Không có. Bây giờ chỉ có cách là cầu trời khẩn Phật cho thằng Phú nó bình an vô sự, tai qua nạn khỏi. Chẳng lẽ anh em mình ngồi khoanh tay nhìn thằng Năm về bên bển sao anh hai? Thằng Năm lần này muốn ra khỏi tổ chức, tiền bạc với nó không quan trọng, nhưng bí mật của tổ chức nó biết hết. Liệu họ có buông tha cho nó không? Nhưng chẳng lẽ khác nào anh em mình đẩy thằng Năm vào chỗ chết? Anh em mình phải tìm cách nào giúp thằng Năm đi anh hai. Thôi, đừng có lo, em tin thằng Năm. Nó cũng đã hứa với anh em mình là nó sẽ an toàn trở về với ba má. Nó phải gặp anh em mình nữa chứ. Em yên tâm đi. Thôi, vô nghỉ đi. Dạ.
Vậy là con sắp được gặp con Sương rồi đó. Mà không biết thằng nhóc nó có biết nói tiếng Việt không ha? Nó còn nhỏ mà má. Ờ, cũng phải. Giờ Bích Dân về ở với con Khánh rồi, thành ra ba với má cũng buồn. Sắp tới có thằng nhóc về, chắc là sẽ vui nhà vui cửa lắm đây. Má thì má thích con nít lắm, mà ba của tụi con bây giờ cũng thèm cháu lắm. Ở đây nè con. Coi bộ á, má trông thằng cháu ngoại hơn là trông con gái à nha. Chớ làm sao, chán mấy cô lắm rồi. Má, đi lấy chồng hết đi cho tôi nhờ. Anh tính ra ngoài chút xíu. Khuya rồi, có chuyện gì để mai? Em à, em yên tâm đi. Mai mốt á, anh sẽ không bao giờ bỏ em ở nhà một mình nữa đâu. Anh đi ra ngoài một chút, xong việc anh về liền à. Nhưng... đừng có nhân nhị gì hết. Ngày mai á, anh sẽ đi mua hai vé đi châu Âu. Vợ chồng mình sẽ đi du lịch. Em chịu không? Ngủ đi, lát anh về. Nằm ngủ đi em. Cầm tiền về chia cho anh em, rồi từ nay giải tán hết. Anh hai. Thôi, đừng nói nhiều nữa. Hai chiếm này xưa nay làm gì cũng có lý do hết. Cầm tiền rồi biến hết đi. Nhưng mà anh ơi, trước đây á em làm gì cũng theo mệnh lệnh của anh mà. Bây giờ anh bỏ tụi em mới tính sao đây? Sao đâu à? Chẳng lẽ mày muốn tao bỏ bọc mày suốt cả cuộc đời này sao? Hả? Thôi đi. Qua vụ vừa rồi tụi bay không rút được cái gì à? Tất cả đều bị bắt, chỉ có mỗi mình tao là không bị. Tụi nó sẽ nghĩ sao hả? Em đâu có làm gì. Thằng ngu, đợi mày giải thích được á thì đạn đã xuyên qua não mày rồi. Bây giờ mỗi đứa cầm tiền lên chia nhau rồi biến hết đi. Khi nào cần tao sẽ gọi lại. Anh hai, anh em với nhau tình nghĩa biết bao nhiêu năm trời rồi, bây giờ nói bỏ là bỏ sao? Mày không cần giảng nhân giải nghĩa với tao đâu sao đâu. Mày nghĩ trong đầu mày cái gì á thì hai mày đã biết hết rồi. Cầm tiền rồi biến đi. Cầm đi. Em đi anh. Còn tụi bay nữa, đứng đây làm gì? Đi đi. Dạ chào anh hai. Chào anh.
Cười gì vậy em Sáu? Nó nghĩ nó còn làm trùm. Trùm hả? Trùm lông hả anh Sáu? Nó chỉ là trùm lông thôi. Lâm ơi Lâm, mày vô đây coi. Dạ. Mày coi chừng nó cho tao nha. Dạ. Tao đi ra ngoài kiếm đồ ăn tí xíu. Nhớ nha mày, coi chừng nó cho cẩn thận nha. Uống nước đi chị. Uống đi chị. Chị ngồi im đi chị. Ngồi im đi. Đừng làm hỏng mọi chuyện nha. Anh hai, anh hai à, anh hai. Sao lại ngủ ở đây? Chị Miên đâu rồi? Em đi đâu vậy? À, chị Miên nói với em hôm nay về nhà ăn bữa cơm. Chị không nói với anh sao? Mà chị đi đâu rồi? Mà để cửa tối quan vậy nè. Sao vậy? Anh với chị gây lộn hả? Không phải. Không có. Sao nhìn anh hai mệt mỏi quá vậy? Lại còn uống rượu nữa nè. Miên bị tụi nó bắt rồi. Hả? Sao em không để ba má đi theo tiễn em? Nếu em không may mắn, em không muốn người thân cuối cùng của em nhìn thấy đó chính là ba má. Sầu đau để khi ngắm xuống có đem được gì theo. Trong đời ai cũng đều buồn phiền, xin đừng hơn thua với nhau. Trong đời ai cũng yêu thật lòng, dù
đường dây.